tại sao họ sử dụng cái thuốc có cái đát xa như vậy. Vì những cái thuốc mà nó cận đát thì có thể nó không được bảo quản tốt, hoặc là nó đã sản xuất theo cái công thức cũ hay gì đó, vân vân. Do đó là chúng ta cũng nhớ là không có cho người bệnh cái thuốc cận đát hay quá hạn. Thì hiện giờ cũng không xa lạ với các bạn dược, các bạn điều dưỡng phải không? Thì với những cái thuốc mà nó cận đát còn mấy tháng nữa thì bán người ta không có mua, và mình cũng không mua để bán. Vậy những cái thuốc đó thì các cái công ty thuốc, các cái cửa, các cái tiệm thuốc, các cái hiệu thuốc họ sẽ làm cái gì? Họ sẽ làm từ thiện không? Các bạn hãy thấy họ sẽ tung những cái thuốc đó cho các cái đoàn công tác xã hội, các cái đoàn mà khám chữa bệnh miễn phí á. Thì họ quan niệm như thế này: những người này họ không có phải mua thuốc, và thuốc mà các cái đoàn khám chữa bệnh này cho nó phù hợp với cái bệnh và chỉ cho 5 ngày mà thôi ha. Thì họ sẽ sử dụng trong 5 ngày thì thuốc nó không có quá đắt. Tóm lại, cái điều thứ sáu là liên quan đến cái thuốc men ha. Thì thuốc men phải làm sao an toàn hợp lý cho người bệnh, và thuốc phải đảm bảo cái chất lượng, cái hạn sử dụng và được bảo quản tốt. Điều thứ bảy thì đây nói về những người mà đang làm nhiệm vụ hoặc là những người trực ở các cái cơ sở y tế. Thì trong cái giờ làm nhiệm vụ cũng như giờ trực là phải có mặt ở tại cơ sở, không được bỏ cái vị trí của mình. Thì cũng một thời gian dài các bạn cũng nghe nhắc đến là các bác sĩ không, các bác sĩ có phòng mạch bây giờ muốn làm phòng mạch mà cái ngày đó là mình trực bệnh viện, thì bây giờ phải làm sao mà nó hài hòa giữa hai cái nhiệm vụ đó. Thì có thể họ sẽ gửi cho điều dưỡng tôi đi 2-3 tiếng, có ai gọi thì báo cho tôi chạy về liền. Hoặc là bây giờ thì các bạn có đưa lên hình ảnh được rồi, đưa cái người bệnh lên cái toa thuốc cũ của người bệnh này kia, thì mình hay nói là khám bệnh từ xa, cho thuốc mà ở các cái phòng phòng khám, nhất là phòng khám tư, các bạn biết rồi, thuốc thì thường là thuốc tại chỗ chứ không có qua cái nhà thuốc tây để mua thuốc đâu. Thì cái người điều dưỡng họ sẽ làm những cái việc mà cái người bác sĩ đang đi khám bệnh ở phòng mạch, mà người ta dùng một cái từ các bạn cũng không xa lạ là đang bận đi câu cá, đúng không? Thì cái những cái việc làm đó là không được chấp nhận. Nếu mà bị phát hiện thì họ cũng có thể sẽ bị cảnh cáo, họ sẽ bà bị tùy cái mức độ họ vi phạm như thế nào, có ảnh hưởng đến sinh mạng của người bệnh trong cái giờ trực đó hay không, và họ vi phạm mấy lần vân vân, mà người ta sẽ có cái mức mà xử lý nó phù hợp nặng nhất. Thì các bạn biết có thể là họ cảnh cáo, có thể là đưa ra hội đồng kỷ luật cho họ, kỷ luật họ, và thậm chí có thể là buộc thôi việc vân vân. Rồi đó là cái điều thứ bảy. Bây giờ điều thứ tám thì cái điều này thì các bạn cũng đi vào bệnh viện các bạn cũng dễ bắt gặp ba cái chữ như thế này: đến chăm sóc tận tình, đến tiếp đón niềm nở chứ, đến tiếp đón niềm nở.